Xin chào các bạn, hôm nay mình có một số bao Nhật Bãi. Mình xin gửi đến các bạn. Giá là mình báo trên video, giá này là mình chưa có phí ship. Phí ship một bao là 30k, mình có ship code toàn quốc. Sau đây là mình xin giới thiệu mẻ đầu tiên này nha. Bao số 1 này là mình có cái bao vải này nha các bạn. Đấy là đế cao su nha. Này, dây đeo này, dây đeo. Đó. Bao này là màu tím nha, tím xanh như thế này. Tên của bao Bro Star này. Đó, có tem hai con cá này. Bao này bao cần máy nha. Đó, nó có một cái bụng giữa này. Như thế này. Bên trong này. Đó, còn mới đẹp nha. Bên trong. Bên trong của bao này, màu xanh này còn rất là mới đẹp này nha. Đó. Này mình gắn cần máy, mình gắn con máy vào cái cần chung luôn cũng được nha các bạn. Rồi, mình kéo lại. Bao này gồm có hai ngăn. Bao này thì 80cm nha các bạn. Chiều dài là 80cm. Đó. Bao số 1 này có giá là 200k. Bao 1 200k nha. Bao số 1 200k. Đó, mình bỏ sang này. Tiếp theo là bao số 2. Bao số 2 này là mình có một cái bao màu đỏ. Đỏ đậm như thế này nha. Đó. Bao này là tên của bao này. Quay Dancy gì đây. Fishy. Đó. Một dây đeo. Bao này thì cũng gồm có hai ngang. Nhưng bao này thì nó thân hình nó là dọc nha. Nó không có cái bụng ở giữa. Đó. Đây để mấy cần này. Mấy cần rút, cần ISO rồi. Cần tay. Hai khúc rồi đó. Đó. Mình không có để máy vô trong được. Bên trong này có vải này. Vải nhung này. Rất là mềm nha. Đó. Rất là mịn nha. Đó. Vải. Bên trong rất là đẹp nha, bên trong vải trong rất là đẹp. Đó. Ba tia mình kéo nè. Còn hoạt động rất là tốt hết nha. Ngăn này. Đó, ngăn này mình đựng mồi hay cái gì cũng được này, đó. Đồ dùng. Dây đeo. Rồi. Màu đỏ như thế này. Bao số 2 này có giá là 250k. Bao 2 250k. Bao này thì chiều dài là 90cm nha. Chiều dài 90. Rồi. Bao số 3 này là mình có một cái bao da. Bao da là màu xanh này. Phần đế này, da này nha. Bao này thì dài nha. Bao này thì chiều dài là 1m1. Đó. 1m1, 1m2 nha. Có tem con cá ngựa này. Da này, da của Nhật này nha các bạn. Bao này gồm có hai ngăn, một ngăn ở dưới này, đó, cái này, đó, dây kéo này nha, hoạt động tốt hết bên trong, đó, bên trong này, đó, như thế này, còn rất là mới nha, đó, dây kéo luôn, đừng mấy cần súp cần hai khúc rồi này, đó mình ship gọn lại luôn nha, bao da này đó ha, mình gấp gọn luôn này, đó bao da, bao số 3 chiều dài là 1m2 nha, bao số 3 này có giá là 300k, một cái bao da 300k nha, đó màu xanh như thế này, tiếp theo là bao số 4 này là mình có một cái bao đỏ. Bao này thì chiều dài nó tầm 1m4 nha. Chiều dài 1m4 cũng là da luôn. Này. Bao này là Sasaki này, của Nhật nha. Toàn bộ bao này là Nhật hết này, Sasaki Fishing Pro. Đó. Da này. Bên trong này, đó. Cũng mới đẹp nha. Đó, bao này gồm có hai ngăn, một ngăn ngồi nhỏ như thế này. Đó. Và một ngang đứng. Ngang đứng này thì mình câu cần hai khúc, ba khúc đó. Cần súp, cần tay cũng được này, bên trong. Đó, bên trong này nha. Bên trong thì nó này dính bụi bặm đất này. Cái này về mình giặt ra. Về nhiều nên là mình không có thời gian mà xử lý. Đó. Rồi. Cũng còn khá là đẹp nha. Đó mình gấp gọn luôn này. Đó. Sasaki. Rồi bao số 4 nha.
bao này là bao số 4. Số 4 này cái giá là 400k. 400k. Đó. Ba màu như thế này. Tiếp theo là bao số 5. Bao số 5 này là mình có một cái bao da màu cam. Nó màu cam. Hai ngăn nha. Đó, một ngăn ngồi như thế này và một ngăn đứng như thế này. Ngăn đứng này thì chiều dài cái này của cái bao này là 1m3 nha. 1m3. Đó. Phần đế này. Da màu xanh như thế này. Đó, bên trong. Đó, còn rất là đẹp nha. Dây đeo này. Đó, và ngăn. Bên trong của bao. Đó, còn mới đẹp nha. Rồi mình kéo lại luôn. Da này mình cũng gấp lại được luôn. Đó. Toàn bộ là màu cam, phần đế là màu xanh. Bao số 5. Số 5 này có giá là 400k. Đó. 400k. Bao da mình đi câu chống nước ướt khỏi ướt cần này. Đó. Mình đeo đi. Tiếp theo là bao số 6. Số 6 thì mình có một bao vải màu xanh như thế này nha. Bao vải, vải xanh, vải này là vải bộ đội này đó. Bao này thì nó có một cái bụng, cái bụng vòng tròn này đỡ bà máy được luôn nha. Bao này thì cùng có hai ngăn. Chiều dài là 1m2. Đó. Nó gồm hai ngăn này. Ba tia là màu đồng luôn. Đó. Ngăn bên này. Đựng được hai bên luôn. Đó. Rất là rộng nha. Đó. Để máy để cần luôn. Máy gắn vào cần dính chung luôn. Và nó có thêm ngăn ngồi này. Đựng đồ này. Đó. Rồi. Hết rồi đó. Này gấp luôn. Chiều dài 1m2. Bao số 6 này có giá là 150k. Bao số 6 150k. Tiếp theo là bao số 7. Bao 7 này là mình có một cái bao fishing. Tem này rất là đẹp nha. Tem hai con cá này. Bao này bao vải luôn nha. Tên của bao là Marine. Đó. Chiều dài là 1m nha. Chiều dài là 1m1. Đó. Đế này. Rồi. Bao này thì cũng có một cái bụng tròn lên này. Đó. Nó có bụng tròn. Tầm 30cm. Bao này lớn nha các bạn. Bao này đựng nhiều nè. Bên trong. Ngoài này thì có một cái ngăn. Đó. Đựng đồ dùng gì đó. Bên trong. Bên trong này thì có một cái ngăn. Đó. Bên trong cái này là nó có một cái mút xốp như này đó. Bảo vệ cần đó, nó là mềm. Mỗi bao nó có một cái khác nhau đó. Bao này rất là rộng nha đó, bao này rộng này đó. Đó, như thế này. Rồi, bao số 7 này có giá là 350k. 7 350k. Tiếp theo là bao số 8. Số 8 này là mình có một cái bao tên là Kung Fu Fishing. Bao này thì bao cứng này. Đó. Bao này thì nó có cái đồ bảo vệ cổ cần luôn này. Bao này gồm có hai ngăn này, một ngăn này, bên đây có một ngăn nữa. Đó. Đựng hai ngăn. Nó có cái đó. Một cái nhựa cho nên nó ha, nó đèn hồi này, bóp là nó bật ra. Chống va đập cần rồi đó. Gồm hai ngăn nha. Bao này thì có một cái bụng bầu ở giữa nè. Chiều dài bao này là 1m3. Tới 3m4 nha. Đó. Như thế này. Phần đế này. Đó. Phía này có một ngăn phía ngoài nữa nha. Phần. Đó. Trong còn mới đẹp. Bao này thì mình thấy còn mới đẹp nha. Bao còn mới đẹp rồi. Bao số 8 nha. Bao này có giá là 300k. 8, 300k. Tiếp theo là bao số 9. Số 9 này là mình có một cái bao đỏ. Bao màu đỏ. Đế là nhựa như thế này. Đó. Một ngăn. Tròn như thế này. Đó, và kéo xuống này. Có hình con vịt.
Bao này là chiều dài là 1m3. Bên trong ngăn. Ngăn đâu? Đây. Ngăn là phía dưới này mình kéo lên. Bao này thì nó có một phần dơ chỗ này nha các bạn, keo này. Này về các bạn vệ sinh lên nha, này mình để rẻ. Đó. Bên trong thì còn đẹp nè. Bao này mình để nó vận chuyển là máy móc, keo dầu nó dính nè. Với người ta sử dụng đó. Đó, có dây đeo. Rồi. Đó, 2 ngàn. Rồi, bao cuối cùng, bao này là bao số 9, 150k nha. 150k, đó. Bao 9, 150k. Phí ship là mỗi đơn là 30k, mình có ship có toàn quốc. Các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình, hoặc là để lại bình luận mẹ bao kèm số điện thoại nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.